Vâng, em chào anh chị. Trưa nay thì em lại để tiếp tục test ba chiếc tia sinh vi chống giật nội địa Nhật Bản cho chị Bích ở Tiên Lữ Hưng Yên. Bây giờ em sẽ test nhé. Trước tiên em giới thiệu, em là Dũng ở Hưng Yên. Thì kênh YouTube của em là Dũng Nội Địa Nhật HI. Số điện thoại 0986056556. Số Zalo cũng là số điện thoại em đang dùng. Và Facebook là Việt Dũng, địa chỉ ở Đoàn Đào Phục Hưng Yên. Giờ thì em test ba chiếc CB này nhé. Đây thì đầu tiên em sẽ test một chiếc Fuji 3mm và dòng giò là 30mm. Đầu tiên thì em sẽ thử theo cái tiêu chuẩn nhà sản xuất. Cái này là phải gạt lên nhé. Thử tiêu chuẩn nhà sản xuất đây, cái nút màu đỏ đây. Thì là mình sẽ ấn thử, nếu nó nhảy thì là át hẳn hoạt động chuẩn. Đấy, thì đấy nó đã nhảy rồi các bạn. Đây thì em tiếp tục nhé. Đấy, các bác xong gạt xuống hất lên nhé. Đấy, tiếp theo thì em sẽ thử với tiếp xúc. Đây, một đầu em cắm vào đó nhé. Và một đầu em thử chỗ tiếp xúc cho hòn gạch ẩm đấy nhé. Các bác nhìn nhé. Đấy, nó đã nhảy ngay. Đấy, em lại tiếp tục thử các bác nhé. Các bác nhìn đây, nhảy ngay quá. Bây giờ em tiếp tục thử trước kia tiếp theo. Vâng, tiếp theo em cũng test một chiếc Fuji nữa. Cái này là 3PA nhé, dòng giò là 30mm. Cái này thì em hẳn còn nguyên giấy bóng nhé, rồi em bóc ra để test. Đấy, thì bây giờ trước tiên em gạt lên và thử theo tiêu chuẩn nhà sản xuất trước. Đấy, nó rất nhạy, nó nhảy ngay các nhé. Đấy, hay quá. Rồi, bây giờ em sẽ thử tiếp xúc với dòng ấm bên ngoài nhé. Các bác nhìn nhé, xem là nó có nhảy, có hoạt động tốt không nhé. Đấy, các bác, cái khe trước kia nó cũng không được ấm lắm vì trong nhà mà. Đấy, nó nhảy ngay quá. Đấy, nên rất yên tâm sử dụng. Tiếp tục lại thử trước tiếp theo. Tiếp theo này tiếp tục thử chiếc thứ ba. Đây cũng là một chiếc từ thương hiệu Fuji nhé. Này cũng 30A, dòng giò là 30mm. Thì em thử theo tiêu chuẩn nhà sản xuất trước. Đây, thử. Các bác gạt điện lên xong rồi ấn nút đỏ này nhé để thử. Đấy, át hoạt động còn rất tốt, rất nhạy. Bây giờ em sẽ thử điện nhé, thử điện tiếp xúc các dòng giò xem nó hoạt động thế nào nhé. Hãng một giấy bóng nữa, phải xé giấy bóng ra các bạn. Em thử bác nghe nhìn nhé. Đấy, nó phải có chỗ ẩm ạ, chứ nếu mà độc dí vào giữa viên gạch thì không có ra được ạ. Bởi vì điện nó không dò ra. Các bác nhìn nhé. Đấy. Vâng, thôi xin chào các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.